Xiaomi ra mắt kính thông minh như của Tony Stark, hiển thị tin nhắn, bản đồ, chụp ảnh, dịch văn bản như thần. Mới đây, kính thông minh của Xiaomi không chỉ có khả năng chụp ảnh mà còn hiển thị tin nhắn và thông báo, thực hiện cuộc gọi, cung cấp khả năng điều hướng và dịch văn bản ngay trước mắt người dùng theo thời gian thực. Giống như Facebook, Xiaomi cũng đang chú trọng đến độ mỏng nhẹ của thiết bị, bất chấp nhiều tính năng trong nó. Tuy nhiên, trọng lượng 51g của nó nặng hơn một chút so với Ray-Ban Stories. Ngoài ra thì kính còn có đèn báo hiển thị thời điểm sử dụng camera 5MP. Kính thông minh của Xiaomi được trang bị chip lõi ARM chạy trên nền Android và chúng cũng sử dụng công nghệ Micro LED, được biết đến với độ sáng và tuổi thọ cao hơn với OLED. Công ty Trung Quốc nói về công nghệ này có cấu trúc đơn giản cho phép nó tạo ra một màn hình nhỏ với các pixel riêng lẻ có kích thước là 4nm. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể xem những hình ảnh mình chụp có màu khi Xiaomi cho biết họ đang sử dụng giải pháp hiển thị đơn sắc để cho phép đủ ánh sáng đi qua cấu trúc quang học phức tạp. Xiaomi cho biết, kính thông minh của hãng không chỉ là màn hình thứ hai cho điện thoại mà còn có khả năng độc lập với nhiều thứ, chẳng hạn như chọn các thông báo quan trọng nhất để hiển thị, bao gồm hiển thị tin nhắn từ các số liên lạc quan trọng, khả năng điều hướng của thiết bị có thể dựa trên bản đồ và chỉ đường trước mắt. Nó cũng có thể hiển thị cho người dùng số của bất kỳ ai đang gọi đến số điện thoại của họ, và người dùng có thể thực hiện cuộc gọi bằng micro và loa tích hợp với kính thông minh. Micro cũng có thể nhận diện giọng nói và thuật toán dịch độc quyền của Xiaomi sẽ dịch nội dung theo thời gian thực. Tính năng dịch của kính cũng hoạt động trên văn bản viết và văn bản trên ảnh chụp qua camera của nó. Hiện nay Xiaomi vẫn chưa công bố giá bán của chiếc kính này.